Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố luôn xác định một trong ba khâu đột phá chiến lược là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Hơn 2.000 thủ khoa đã được tuyên dương trong thời gian qua và 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố được biểu dương, tôn vinh năm 2022. Chính là đại diện tiêu biểu cho một lớp trí thức trẻ nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, tích cực học tập và nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đam mê khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ tin tưởng các thủ khoa xuất sắc sẽ kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của Thăng Long, Hà Nội, tiếp tục rèn đức, luyện tài, học tập và làm theo lời Bác Hồ, viết tiếp những trang vàng, làm rạng danh non sông đất nước, xứng đáng là những thủ khoa xuất sắc của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị và sáng tạo. Tại buổi lễ, 98 thủ khoa xuất sắc năm 2022 đã vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.